lại kìa. Con hỏi lại đi con. Thầy cho thầy là khi con mình nằm ngủ mà con mê, mà con vẫn là mê thì mình sẽ ăn chay chứ không thể ăn mặn được. Mà dù là những thức ăn mà người ta cho mình ăn mặn nhưng mà mình mê là mình tôi vẫn sẽ ăn chay, là mình tu vẫn sẽ ăn chay. À, cái đó là con trong giấc mộng, con trong giấc mộng nhưng mà con đã quên cái ăn chay đó, cho nên có người đem lại ăn chay mà con đã nằm mộng nó có người đem lại cái món chay món mặn, nhưng mà tôi ăn chay tôi không ăn, tức là con đã quên cái sự sống của con ban ngày ăn chay đó, và trong khi mộng con cũng còn nó cũng còn có thành cái thói quen rồi, cho nên trong mộng con không có ăn ba cái món ăn này, con nói lại với cái người mà con trong mộng con cho con. Còn cái người mà chúng ta mới tu tập ăn chay đó, thì trong khi đó chúng ta nằm mộng có người mà đem đồ ăn đến cho chúng ta ăn luôn, ở trong mộng ăn hết thèm nữa rồi con. Ý thứ hai nữa là khi mà con nằm ngủ đó thì có lúc con đã ngủ nhưng có lúc con ngủ còn mơ mơ màng màng, thì có những cái hiện tượng nó xảy ra thì con quán con gọi nó như là tất cả cái đó là hiện tượng vật lộn không phải đi, tức là thực chất nó vui không có. Nào đó là con đang quân cái pháp tu để mà đuổi cái tưởng, thì trong khi đó con mơ mơ màng màng nó cũng có cái dạng như là nửa tỉnh nửa mê đó, kêu là gọi là hôn tỉnh đó. Do đó đó con tác ý, con nhớ cái phương pháp con tu con tác ý thì nó ở trong chỗ tỉnh tỉnh mê mê đó, nó nếu mà con chỉ mê chút là con vào trong mộng liền tức ha, mà này nó còn hơi tỉnh, nó tỉnh lại, nó vô mộng nó tỉnh lại, do đó con nhớ được cái pháp tu nó cũng thành cái thói quen của con tu, con nhắc ý tác ý. Thế bảo nó bị tưởng rồi bị đi, nó hết rồi, bị con tác ý nó hết rồi, tức là nó tỉnh lại rồi. Nếu mà không tác ý thì nó vô luôn kiếp vết mộng con liền nữa. Dạ, của chú đó bà thầy, tưởng mạnh lắm đó thầy. Linh cả một cái cờ phướng dài nhưng mà múa vòng 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 người ta chạy ra hết rồi. Nhảy xuống giống như là thằng Phi á. Rồi, bây giờ mấy con còn hỏi thì dễ không? Dạ, con rồi. Hướng dẫn dạy nhất tâm dạy chú. Cái điều đó là đúng rồi, nhưng mà các phương pháp để mà nhất tâm với ăn chú là phải định vô lậu. À, không phải định vô lậu mà nhất tâm ăn chú, định vô lậu là triển khai cái tri kiến của mình để hiểu biết các pháp như thật, để nó ly tham sân si, tức là ly dục ác pháp, thì đó là định vô lậu. Còn cái nhiếp tâm an trú là cái định chánh niệm tỉnh giác. À, nó hai cái định nó khác nhau không? Cho nên ở đây nó hai cái phần, một phần chánh niệm tỉnh giác và một phần triển khai cái tri kiến giải thoát để nó cái phần định vô lậu, để nó quét sạch những lậu hoặc. Nó hai phần chứ không phải một phần được. Nó định vô lậu nó không phải là chánh niệm tỉnh giác được. Mà nó triển khai cái tri kiến, cái sự hiểu biết của chúng ta để đương đầu giữa các ác pháp, mà nó xả các pháp lên. Nó thấy các pháp như thật. Còn cái phần mà chánh niệm tỉnh giác là ghi kinh hành hơi thở, nó là tập những cái đó là chánh niệm tỉnh giác, chứ nó không phải định, nó chánh niệm tỉnh giác thôi, để cho cái sức bình tĩnh định tĩnh chúng ta. Cho nên trong cái khi mà chúng ta muốn nhập các định, muốn thực hiện tâm minh, thì Đức Phật có nói tâm định tĩnh nhu nhiếm dễ sử dụng. Tâm định tĩnh tức là chánh niệm tỉnh giác, nhu nhiếm dễ sử dụng tức là định vô lậu. Không, con thấy hai cái định nó rõ ràng, mà hai cái này phải tu hết chứ, tu một cái thì không được, nó không đủ. Mà nó không đủ thì tâm nó không định tĩnh, không nhu nhiếm, không dễ sử dụng, thì coi như là mình không nhập được các định. Đó đó là mình không thực hiện được tâm đâu. Trong trường hợp mình lúc nào mình cũng phải tránh định giác như vậy, đúng nhưng mà như vậy là có ức chế không? Lẽ đương nhiên mình tu sai là bị ức chế, còn mình tu không sai là không bị ức chế. Cho nên do cái sự hướng dẫn của một vị thầy thì chánh niệm tỉnh giác không được ức chế, cho nên người ta dạy cho mình đúng cái sức, cái đặc tướng của mình. Một người tu trong một giây, người ta dạy tu một giây chứ không được tu hai giây, vì tu hai giây là bị ức chế. Thưa thầy, làm thế nào để cho mình nằm xuống? Nên bây giờ tôi ngủ thì ngủ tức khắc để nằm nó mà ngủ hồi nào không hay. À, như vậy thì con làm chủ cái ngủ, như vậy là phải làm chủ cái ăn. À, sáng nó đói bụng rồi thì con bảo giờ này là không được ăn, thì dùng cái pháp tác ý thì nhất định là không ăn, chết bỏ không ăn. Sau đó một thời gian sau thì sáng nó không có đói bụng nữa, thì con làm chủ được cái ăn. Vậy thì cái ngủ nó cũng y như vậy. Bây giờ con nằm ngủ mà nó không chịu ngủ, thì con tác ý giờ này là giờ mày ngủ, mày không ngủ lát nữa mà thức tu thì phải thức chứ không được ngủ. À, con nhắc như vậy. Thì mỗi lần con ngủ thì con đều nhắc vậy. Thì trong một tháng, hai tháng sau đó tới chừng ngủ thì con nằm xuống bảo
giờ này ngủ thì chút xíu nó ngủ. Cái đó thì con làm chưa được, chứ còn giờ thức ăn, mà thầy thử bây giờ điểm tí nghĩ thằng 10 bữa 20 bữa thì con chịu đựng, mà con không đói. À không, ở đây có ăn nhưng mà ăn đúng giờ, chứ còn nghỉ ăn thì không được. Ở đây thì không có dạy mà không ăn, mà dạy ăn nhưng mà tới giờ ăn cho ăn, kêu là ăn điều độ, giờ ăn là ăn mà giờ không ăn nhất định không ăn. Đó là đó. Còn giờ ngủ cũng vậy, tới giờ ngủ là ngủ, giờ thức là thức, chứ không có được ngủ ăn ngủ phi thờ. Đạo Phật là vậy, dạy làm chủ. Cho nên thầy nói cái ăn bây giờ con làm chủ được rồi thì cái ngủ phải làm chủ chứ, phải không? Con sai nó bằng cái pháp tác ý chứ gì. Thầy muốn nói đó là cái phương pháp như lý tác ý mà điều khiển được cái ăn cái ngủ của mình chứ không gì hết. Mà cái gan dạ là cái không gan dạ. Mà gan dạ thì không sợ, cho nên ăn dẫn nó vô cái ăn được, nó quen đi. Còn cái ngủ cũng vậy, bởi vì cái cơ thể và cái tâm của chân chúng ta nó sẽ thích nghi. Khi mà chúng ta hướng dẫn điều khiển nó sẽ thích nghi được cái môi trường, cái cách thức sống của nó. Nó sẽ sống đúng theo cái sự điều khiển của con bằng cái tác ý. À, như vậy là Pháp Phật có cái điều kiện dẫn nó, làm chủ mà. Thì con thấy là tất cả nè, ăn này cũng làm chủ nè, ngủ làm chủ nè, được bệnh cũng làm chủ nè, chết cũng làm chủ nè. Có phải đúng không? Bây giờ ăn là con bảo, giờ này là giờ mày ăn là ăn. Mà mày ăn không được là tao đổ nước vô, tao quậy, tao đổ cho mày nuốt. Chứ đừng có nói chuyện mà không ăn. À, bắt đầu nó mới ráng nó ăn chứ gì còn. Mình làm chủ tới giờ này nó ăn mà nó không muốn ăn là nó can chuyện rồi đó. Thì lấy nước đổ vô, quậy cơm ra, đổ vô nuốt, thì nó nuốt cho hết bát cơm thôi. Thì đó là mình làm chủ cái ăn. Chứ bây giờ mày không muốn ăn thôi sao được, lát nó bày đặt nó đòi ăn giặt đó. Con làm chủ với cái sự ăn uống. Người ta cho ăn cái gì ăn nấy, không phải thiếu nước nước xương mà chạy đi kiếm như đồ cai chạy đi kiếm. Người ta cho ăn cái gì ăn tự nhiên, chứ không đòi tới giờ vậy đó. Đó đúng như vậy, là con như vậy đúng. Mà bây giờ nếu mà không có cái ớt bữa đó tôi ăn không được thì mấy người này là chết, không có làm chủ cái ăn này. À, rồi phải trồng mấy cái ớt rồi để hái vô ăn cho nó đã đó, mà nghe mấy người này là bị mình cười rồi. Chuyện ớt như vậy là sai. Bây giờ người ta cho mình không có muối bữa đó là ăn lạc, chứ có sao đâu, cứ ăn không có gì hết. Người tu mà phải làm chủ cái ăn, ăn để sống chứ đâu phải ăn để chạy theo dục. Cho nên thầy thấy mấy người mà hái ớt rồi ăn là mấy người đều bị ghiền ớt thì sai. Có ăn có, cổ cho có ăn có, thôi bữa đó không có ớt ăn cũng bình thường, đó là phải làm chủ ăn. Còn cái ăn uống phi thờ là ăn sai giờ, ngủ cũng vậy, ngủ phi thờ cũng là ngủ sai giờ. Tới giờ ngủ không ngủ ráng chịu, tới 2 giờ thức dậy là thức dậy, chứ đừng nói 2 giờ tôi buồn ngủ quá trời đó. Tôi ráng ngủ để có sức để mà tu nữa thì cái này không được. À, đối với thầy thì phải làm chủ cái ngủ, mà muốn làm chủ cái ngủ là pháp nguyên lý tác ý. Bây giờ chưa được, ngày mai sẽ được, ngày mai không được, ngày mốt được, một năm này chưa được, một năm sau sẽ được. Cái sức bền chí của người tu làm chủ là phải làm chủ, chứ còn không thua nó đâu. Chứ không thấy tôi nữa, tháng tôi tu tập nhắc nó mà giờ nó cũng nặng vậy, nó không chịu ngủ. Không có cách nào, tôi lấy nhiều thuốc ngủ uống để cho nó ngủ cho nó đỡ hơn, nó thắc ý hoài cho mệt. Thì đừng có làm cái chuyện đó, bền chí thì mấy con sẽ dẫn dắt bằng phương pháp nó để làm chủ. Cho nên cái đau cũng vậy mấy con. Cái nhìn mấy con khi thân có bệnh, mấy con thắc ý nó sẽ hết bệnh. Rồi cái chết của mấy con cũng thắc ý, nó sẽ chết chứ thôi. Tịnh với hơi thở ngưng đi, hôm nay tao bỏ thân này, nó sẽ ngưng hơi thở chứ. Cái làm chủ mà, bởi vì Đức Phật nói làm chủ sinh già bệnh chết. Cái đó con làm được nhưng mà nó đau quá thì không làm được. À, nó đau quá thì như vậy là không làm được. Đau quá uống thuốc ra hết liền. Đau quá con làm chủ được, tôi uống thuốc cái tôi đầu hàng rồi còn gì. Đó là thấy không đúng rồi. Ví dụ bây giờ nhức đầu, nếu mình hết nhức đầu nó hết tức khác với thầy. Ờ, thì cái đó là cái nghiệp lực con nó nhẹ vậy đó, mình đau đó nó nhẹ con bảo nó hết liền. Nhưng mà giờ nó ung thư bảo hoài nó không hết. Thì bắt đầu bây giờ phải làm sao đây, thì mày không hết thì kệ mày, tao chẳng biết, bởi vì thọ là vô thường, đâu phải của tao đâu, sao tao sợ. À, cho nên bây giờ tao nhiếp tâm nè, trong hơi thở nè, cái tâm nhất trong hơi thở, biết hơi thở ra, biết an trú trong hơi thở. Mà con đã từng tập an trú được rồi thì con an trú nữa thì cái đau nó còn không? Nó hết đau rồi chứ gì, mà hết đau tới chừng con xả ra thấy cái bụng mình bây giờ ung thư nó không còn đau nữa, thì như vậy là tao đẩy đi luôn mày đi được. Có gì còn tại con ăn cứ không được thở lên nó đau, thằng lúc nó còn đau hơn nữa, mình ngán chịu đựng nó lại đổ mồ hôi tháo mồ run người lên hết, thì như vậy là nó đánh con, nó đang tấn công con. Thì bây giờ con phải tấn công bằng cái phương pháp nhiếp tâm và an trú con,
Cho nên thầy mới dạy chánh niệm tỉnh giác, tỉnh thức con để làm gì. Mà bây giờ đã căn cứ vào chỗ này đó mà thầy dạy với con đó, để đối trị với những cái khổ tinh thần của mấy con đó, chứ không có gì đâu. Nếu mà nhiếp tâm không được, ăn cũng được thì nó đau quá, mấy con chắc chắn là thôi bác sĩ cho rồi, cứ kiểu này thì nó như vậy đầu hàng rồi. Mà thầy, ngày nào con cũng phải ngồi tu định niệm hơi thở 1 đến 2 tiếng đồng hồ mà thầy. Như vậy thì con phải, tuy rằng con vẫn đi kinh hành nhưng mà con cứ ngày nào cũng nó quen cái môi trường con tu định tu hơi thở ở bên miếng điện hoặc là bên các trường thiền khác rồi. Nhưng mà ngày nào con phải tu 1-2 tiếng. Như vậy thì con có phải lại tu lại nhiếp tâm lại bài bản từ đầu hay sao? Bài bản đàng hoàng để nhiếp tâm cho được. Ngày kia trước kia con tu 1-2 tiếng đồng hồ, nhưng mà cái chất lượng nó không có được trọn vẹn. Có lúc thì nó an trú tốt, nhưng mà có lúc thì không được. Nhưng mà ngày nào thì cũng phải có hơi thở, chứ không ngồi tu hơi thở thì thấy nó buồn bực, nó làm những cái thói quen. Nhưng mà cái chất lượng phải đạt cho được, lúc nào cũng phải đạt cho được. Thì cái vấn đề đó trở về căn bản cũng tu chứ không phải là không tu. Nhưng bây giờ thay vì con tu một giờ ngồi, con ngồi liên tục chứ gì, con không ngồi liên tục mà con tu từng phút để đạt được chất lượng. Nãy phút này xong rồi con xả nghĩ, con tu là phút khác xả nghĩ, tu cũng đứng trong một giờ đó có xả nghĩ để mà giữ chất lượng cho nó. Mà thầy, bây giờ con thường là ngồi thiết già, nhưng mà bây giờ mà tu một phút xả ra thì bắt đầu nó cũng là khó khăn đó. Sao lại làm biến vậy? Ngồi thiết già đàng hoàng mới tu một phút rồi xả ra, rồi mở thiết già ra rồi bắt đầu mà ngồi tu lại một phút rồi kéo lại cho đàng hoàng, lưng thẳng đàng hoàng, chịu khó vậy coi. Mà thầy khi mà mình nhiếp tâm một phút rồi thì trong lúc đó con nhiếp tâm một phút, mình thấy mình nhiếp tâm được một phút, bây giờ con lại tác ý để xả tâm nữa được không bà thầy? Dạ tạ. Chẳng hạn như bây giờ con nói hít vô, tôi biết hít vô là mình đã nhiếp tâm, mình an trú nó được một phút. Thì đó thì con biết rằng mình đã nhiếp tâm nó rồi, mình an trú rồi, thì lúc đó con lại tác ý quán ly tham ly sang ly si. Con thấy cái chất lượng mà chỗ nhiếp tâm một phút nó đã không có, nó nhiếp tâm an trú trong một phút gì. Thì bắt đầu bây giờ đó con, thay vì con xả con nghĩ gì thì con không xả nghĩ, mà lại con dùng cái sự an trú mà con hồi nãy an trú một phút đó thì con tách ý để xả cái tâm con. Quán ly tham, tôi biết tôi hít vô, quán ly tham, tôi biết tôi thở ra, rồi cũng nương hơi thở ra vô mà quán ly tham. Rồi trong một phút mà quán ly tham rồi thì tôi trở về nhiếp tâm, tôi không quán nữa. Con hiểu chỗ đó không? Để mà tôi an trú cho được trong này rồi tôi mới quán ly sanh, tôi biết tôi hít vô quán. Thì rõ ràng là con tu một phút này rồi một phút kia đó, thì cái đó là cái thiện xảo của con, để dùng cái an trú của cái phút đầu này để mà xả cái tâm của mình. Thì đó đều được tốt chứ đâu có gì đâu, đâu có gì. Nhưng mà con vẫn cái chất lượng con thì vẫn có một phút đó thôi. Bà thầy, như thế này là ví dụ như chẳng hạn như con trong lúc đang ngồi một phút thì ví dụ như là con có thể để tác ấy một hơi thôi, chỉ hít một vài hơi thì nó đã nhiếp tâm rồi chứ nó không đợi nhiều. Thì mình trong lúc mình tác ý nó rồi thì một vài hơi thở nó đã nhiếp tâm. Thì trong đó đúng ra thì một phút là con chỉ tác ý một lần thôi. Nhưng bây giờ con nó đã nhiếp tâm, nó ăn trú luôn trong một vài hơi thở sau đó. Thì bây giờ con phải có dùng tác ý để xả cái tâm trong lúc cho nó hết một phút thôi. Hay là con phải để im cho nó nhiếp tâm đó thôi. Còn nếu mà con nhiếp tâm mà con tiếp tục con nhiếp tâm thêm thì nó 2 phút. Còn giờ con muốn xả tâm thì con chỉ ở một phút đầu đó con nó đã nhiếp vô một phút rồi nha. Thì bắt đầu con giờ con xả thì con nương vào cái chỗ cái đề mục mà xả tâm, nó quán đi tham muốn đi tham để mà xả tâm đó thì con sẽ xả tâm đó. Còn nếu mà con muốn tiếp tục mà an trú nữa thì con nhắc cái bác ý á, an tịnh tâm hành tôi biết tôi biết vô, an tịnh tâm hành tôi biết tôi tới đây, thì bắt đầu nó thở ra thứ vô để cho nó an trú nữa. Nó an trú nữa rồi bắt đầu bây giờ con muốn an trú nữa thêm một phút nữa thì con tác ý một lần nữa. Mà nếu mà con không tác ý thì con muốn xả thì con tác ý con xả để an trú để xả tâm mà. Con thấy cái đề những cái đề mục của Đức Phật, con từ an trú thân rồi an trú tâm rồi mới quán ly tham quán ly sanh si đó. Đức Phật sắp xếp những cái thứ tự chúng ta trong cái định niệm hơi thở rất rõ ràng, phải không? Kính bạch thầy, như thế này, ví dụ như con á thì không có dùng cái hít vô tôi biết hít vô tạo ra tôi cứ thở ra, mà nhiều khi con dùng quán ly tham tôi biết hít vô quán tham biết thở ra thì con chỉ vài ba hơi thở nó cũng đã nhiếp tâm rồi bạch thầy. Thì cái đó nó cũng đương vào hơi thở rồi. Nhưng mà cái quán ly tham quán ly sanh con chỉ dùng như là hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra biết thở ra, bởi vì con chưa nhiếp tâm chưa an trú tâm thì cái hiệu quả của quán ly tham quán ly sanh nó không bằng cái khi mình nhiếp tâm an trú.
À, cho nên bây giờ đầu tiên là con vô nó không phải đi theo cái thứ tự, chứ còn bây giờ vô mà chưa có nhiếp tâm được, mà mình quán ly tham được cái bắt đầu từ một từ đó con mới nhiếp tâm vô. Thì đó là thầy, nó chỉ cần một vài hơi thở nó cũng đã nhiếp vô rồi. Thì biết rồi, nó sẽ nhiếp, nhưng mà điều kiện là con dùng cái đề tài nó sạch, cái đề mục mà để tu nó sạch. Thay vì đó mình phải hít vô, tôi biết tôi hít vô, thở ra, tôi biết tôi thở ra, để cho nó nhiếp vô cái hơi thở đã. Rồi bắt đầu mới an trú trong cái hơi thở, thì mới có tác ý an tịnh tâm hành, an tịnh thân hành. Thì thay vì mình phải an tịnh thân trước, rồi mới an tịnh tâm rồi, rồi sau khi an tịnh nó được rồi đó thì mới là quán ly tham, quán ly tham, quán ly tham. Nó phải đi theo thứ tự. Mà thầy, con thấy những cái lúc mà ngồi mà mình nhiếp tâm mà an trú được tốt á, mình xả ra thì nó rất là ổn. vì mà nếu mà mình cứ để cho nó xả cái tâm mình thì nó khỏe hơn. Sau đó khi nó đi thì tốt quá mà mình cứ buông nó ra hoài. À, con nếu mà con tiếc á thì nó như vậy đó, nó không có lợi cho con. Nó không có tiếng. Nó không có tiếng là vì con kéo dài đó thì nó sẽ có những cái niệm khác hoặc là có những cái động khác. Cho nên con chủ động con điều khiển con vào thì chủ động con điều khiển con ra. Thì nó mới là cái sự chủ động của mình dẫn các pháp vô, chứ không phải là để các pháp dẫn mình. Còn giờ con thấy nó bây giờ nó an trú được rồi, nó thích quá thôi cứ ngồi luôn. Thì sự thật là mai mốt nó không an trú được, nó chứa ngại cho con nhiều, nó không hiểu không? Cho nên bây giờ mình dẫn cho nó vô an trú, mai mốt mình dẫn cho nó an trú, rồi tới cái giai đoạn nào đó mình sử dụng theo cái giai đoạn ấy, dùng những ấy để cho mình tạm tâm thôi. Nó cái mục đích như vậy. Mà cái chính ở đây á, thì chúng ta thấy là cái về mà cái tả tâm quá ly tham quá ly sân si thì chúng ta dùng cái tri kiến chúng ta đã đủ sức để mà đi dục đáng quá thì nó định vô lậu. Còn cái vấn đề mà an trú thân và tâm của chúng ta là cách thức để mà chúng ta ở trong tứ niệm xứ để khắc phục thân ưa trên thân chúng ta, thì cái an trú thân tâm nhiếp tâm và an trú cho được á, để trong hơi thở để mà chúng ta xả cái cảm thọ chúng ta, thì cái này nó thực tế và cụ thể hơn. Cái sức định tĩnh này nó an trú được này, nó sẽ xả cái đau đớn ở trên thân chúng ta, cái cảm thọ trên thân chúng ta. Bởi vì chúng ta an trú là nó sẽ không còn cảm giác cái đau đớn nữa, hoặc là nó không còn cảm giác nữa. Để rồi chúng ta an trú được thì cái bệnh của chúng ta nó sẽ giảm lần nhiều, nó hơn là một liều mà thuốc gây chúng ta cái cảm giác ngủ đó. Nó hơn cái liều thuốc thì mình an trú được mình cũng thấy đau. Thầy, ngày nào con phải ngồi như vậy, nếu không ngồi con cảm thấy nó mỏi. Ví dụ như nó mỏi là con vô con ngồi, con tác ý vài lần hết. Cho nên con giống như là bệnh ngồi đó. Bệnh ngồi vài tiếng rồi thầy. Thì do cái vấn đề mà tu tập đó thì tu làm chủ, chứ đừng có để tu bệnh ngồi. Không ngồi chịu không được đó, không con thấy không? Mình không ngồi thì cũng bình thường thôi, chứ không khéo nó buộc ở cái giờ này phải ngồi chứ không ngồi. Mà thầy, một điều nữa, mà thầy, trong lúc mình đi kinh hành á, mình phải chỉ tác ý đi kinh hành thôi, hay là mình có thể tác ý ví dụ như là quán ly tham tôi biết tôi đang đi à, được chứ, hoặc là tâm như cục đất tôi đang đi kinh hành, hoặc là con tác ý cái gì cũng được hết rồi, miễn là mình nhiếp tâm được rồi. Miễn mình nhiếp tâm được thì cứ quán được. Con thấy con cũng dùng nhiều cái pháp mà con nhiều khi con lại tắt ý rồi, tâm như cục đất ly tham tôi đi, tôi biết tôi đang đi, thế là mình đi, nhưng mà con nghĩ không biết rằng nó có tốn không nữa. Đúng rồi, nhiếp tâm tốt. Ở đây á, phần này bây giờ thầy nhắc. Nếu con không tắt ý mà con đi suốt cái dẫn nhiếp tâm hoài, con tắt ý để con đi hoài có tiếng đồng hồ ở trong. Con cũng cảnh giác, bởi vì nhiều khi con đi hoài vậy đó mà cái tưởng con nó hoạt động nó đi. Chứ không phải là cái ý thức của con, cho nên mình cảnh giác coi thì cái ý thức mình còn đang làm nó mình chưa mất rồi. Còn coi như là phải tắt ý. Đi xem thôi. Chứ không khéo mình thấy nó an trú á, mình nó không niệm rồi mình cứ đi hoài. Cái tưởng nó vô nó đi hoài nữa. Coi chừng nó lọt tưởng. Cho nên mình cảnh giác, mình tắt ý thử coi.